Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình chính biến tại Myanmar. Một quan chức Myanmar hôm nay cho biết các nhà tù trên khắp đất nước sẽ bắt đầu trả tự do cho hơn 23.000 người vào ngày hôm nay 17 tháng 4. Ngày 17 tháng 4, các nhà tù trên khắp đất nước Myanmar sẽ bắt đầu trả tự do cho hơn 23.000 người, trong đó nhà tù Insein ở thành phố Yangon sẽ thả hơn 800 người. Chưa rõ người biểu tình hoặc phóng viên bị bắt trong các cuộc tuần hành phản đối chính quyền quân sự có nằm trong số những người được ân xá lần này hay không. Trước lễ kỷ niệm nhân ngày thành lập các lực lượng vũ trang Myanmar 27 tháng 3, chính quyền quân sự đã ân xá cho khoảng 900 người biểu tình. Chính quyền quân sự hồi tháng 2 cũng đã ân xá cho một số tù nhân. Một nhóm phiến quân hôm 14 tháng 4 đã hành quyết một người đàn ông được phóng thích 2 tháng trước, cáo buộc người này hãm hiếp và sát hại một bé gái 5 tuổi sau khi ra tù. Myanmar hàng năm tổ chức ân xá cho hàng nghìn tù nhân dịp Tết Songkran cổ truyền của Phật giáo. Tuy nhiên trong dịp lễ năm nay, các nhóm biểu tình coi đây là cơ hội để phản đối việc lực lượng an ninh Myanmar sử dụng vũ lực trấn áp khiến hơn 700 người thiệt mạng và nhiều người bị bắt. Tổ chức Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết, kể từ khi quân đội Myanmar bắt cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực, khoảng 3.100 người đã bị bắt, phần lớn trong số này là người biểu tình. Chính quyền quân sự Myanmar cũng bắt và truy nã nhiều người nổi tiếng, nhà báo và những người sử dụng mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Khoảng 380 người thuộc diện này bị bắt tính tới tối 16 tháng 4. Khoảng 80 bác sĩ bị truy nã vì âm mưu phá hoại hòa bình và ổn định. Quân đội Myanmar cho biết các cuộc biểu tình ở nước này đang giảm, song tờ Global New Life cũng do lực lượng này quản lý đưa tin những kẻ bạo loạn đang thực hiện ngày càng nhiều hành vi khủng bố như tấn công lực lượng an ninh bằng lựu đạn hay gài mìn tự chế ở nhiều nơi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 17 tháng 4 cho biết tướng Minh Ung Lang, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar sẽ dự hội nghị đặc biệt với các quan chức ASEAN ở Jakarta vào tuần tới. Đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tham dự một sự kiện chính thức ở nước ngoài kể từ khi quân đội do ông chỉ huy tiến hành cuộc chính biến ngày 1 tháng 2. Hội nghị đặc biệt của ASEAN được tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào ngày 24 tháng 4 để thảo luận về tình hình Myanmar. Hội nghị diễn ra sau khi quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah với tư cách nước chủ tịch ASEAN hồi đầu tháng yêu cầu các quan chức trong khối chuẩn bị một cuộc họp ở thủ đô Indonesia sau cuộc chính biến ngày 1 tháng 2 ở Myanmar. Ngày 17 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Tani Sangkrat cho biết một số lãnh đạo đã xác nhận sẽ tham dự cuộc họp của ASEAN, bao gồm ông Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar. Đây sẽ là lần đầu tiên Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tham dự một sự kiện chính thức ở nước ngoài kể từ khi quân đội do ông chỉ huy tiến hành lật đổ chính quyền dân sự và bắt cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi hồi đầu tháng 2. Indonesia là một trong những quốc gia thành viên ASEAN tích cực nhất với vấn đề Myanmar khi liên tục kêu gọi tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này. Malaysia, Philippines và Singapore cũng bày tỏ quan ngại về số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar và kêu gọi tổ chức một cuộc họp cấp cao về tình hình nước này. Các ngoại trưởng ASEAN tháng trước đã họp trực tuyến về tình hình Myanmar, kêu gọi quân đội nước này ngừng sử dụng bạo lực và tôn trọng ý chí của người dân. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực và đổ máu vẫn tiếp tục xảy ra ở nước này khi các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự diễn ra hầu như hàng ngày. Quân đội Myanmar do tướng Minh Aung Hlaing lãnh đạo hôm 1 tháng 2 đã tiến hành cuộc chính biến và bắt bà Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo chính quyền dân sự với cáo buộc gian lận bầu cử hồi tháng 11 năm 2020. Lực lượng quân đội tuyên bố sẽ trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự sau khi có kết quả về cuộc bầu cử mới. Theo một nhóm quan sát địa phương, kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự ở Myanmar, ít nhất 720 người đã thiệt mạng và khoảng 3.100 người đã bị bắt. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo Myanmar có thể đang tiến gần đến một cuộc xung đột toàn diện kiểu Syria. Lãnh đạo ASEAN sẽ nhóm họp tại Indonesia vào ngày 24 tháng 4 tới nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ nhóm họp tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 24 tháng 4 tới nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN nói trên đã được nước chủ nhà Indonesia và Ngoại trưởng nước này là bà Retno Marsudi thúc đẩy trong nhiều tuần qua với sự ủng hộ của Malaysia, Brunei, Singapore và Philippines.
Hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP ngày 16 tháng 4 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khẳng định sẽ tham dự hội nghị này. Ngày 5 tháng 4, Brunei, Chủ tịch ASEAN năm 2021 đã lên tiếng ủng hộ tổ chức hội nghị trên nhằm thảo luận về các diễn biến tại Myanmar và cho biết đã yêu cầu các quan chức chuẩn bị cho cuộc họp này tại Jakarta. Trong một tuyên bố chung với Myanmar, Brunei cho biết cả hai nước đã yêu cầu các bộ trưởng và quan chức cấp cao của mình tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc họp sẽ được tổ chức tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày giữa Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ gặp nhau để thảo luận về những diễn biến hiện nay tại Myanmar. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại Myanmar, đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế và linh hoạt tối đa nhằm sớm ổn định tình hình. Trước đó vào hôm 19 tháng 3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông có kế hoạch thảo luận với Quốc vương Brunei, Chủ tịch ASEAN đương nhiệm về khả năng tổ chức cuộc họp này, đồng thời kêu gọi tổ chức đối thoại hòa giải ngay lập tức nhằm khôi phục dân chủ, hòa bình và ổn định tại Myanmar. Myanmar rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kể từ ngày 1 tháng 2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Quân đội Myanmar cho rằng có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử gần đây, cho dù Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar bác bỏ các cáo buộc này. Quân đội cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.